Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel PC Crack Gaming. Việt Nam vừa vô địch AFF Cup, đúng rồi. Đây có thể nói là một niềm vui quá lớn với cả các fan hâm mộ Việt Nam và đặc biệt là các fan bóng đá. Thì hòa chung với cái niềm vui này, thì hôm nay mình quyết định kiếm một cái vài game bóng đá nào đó để cho các bạn chơi. Thì cũng trùng hợp luôn, thời điểm gần đây cũng chỉ cách đây khoảng tầm đó là 1-2 ngày thôi. Thì cái PES 2019 phiên bản list, phiên bản này nó là phiên bản free to play đã mở cửa và các bạn có thể tải về và chơi được rồi. Và phiên bản này các bạn có thể hiểu đơn giản là các bạn có thể chơi online, không giống với cả các bạn Crack, chứ nào Crack thì chơi được offline thôi. Nhưng mà có một điều hơi khó chịu ở đây, đó là Konami, cái hãng sản xuất PES 2019 Lite này, nó lại khóa phân vùng Việt Nam, nó khóa IP Việt Nam. Cho nên là để tải được cái bản Pro Evolution Soccer 2019 list này thì chúng ta cần phải làm một vài bước như sau. Ở đây, các bạn đầu tiên mình sẽ để cho các bạn một link thôi, đó là một cái link download cái phần mềm đó là VPN Gay. Như các bạn đã biết, trước đây mình đã từng giới thiệu các bạn rồi, thì VPN Gay nó chính là cái phần mềm giúp các bạn fake IP, đúng không nào? Để các bạn có thể chiến game và lội game ở server nước ngoài. Cái này mình từng nói rồi nhá. Thì các bạn hãy download nó về, nó rất là nhẹ thôi, nó chỉ có 50 mấy mê, đúng không nào? Này 51 mê rồi, các bạn download về và bắt đầu giải nén nó ra nhá. Mình cứ chuột phải nó và giải nén bằng WinRAR Extra File. Đó, bây giờ thì ở đây mình sẽ vào bên trong nhá, sau khi giải nén ra rồi này. Trong đây mình sẽ chạy cái file đó là VPN Clean File Application này, phải vào phần đúng không nào? Để tiến hành cài đặt cái VPN thì nó hiện ra cái bảng này, các bạn ấn Next. Ở đây thì các bạn tích chọn vào cái bên trên nhá, Software VPN Clean này, sau đó thì ấn Next, rồi ấn I Agree đây, ấn Next tiếp, ấn Next tiếp. Cứ cài mặc định ra ổ C nhá, có gì sau đó gỡ đi cũng được, không sao đâu. Sau đó ấn Next tiếp, ấn Next. Đó, nó sẽ tiến hành cài đặt. Thì phần mềm rất là nhẹ mà, cho nên là cài rất là nhanh thôi. Được rồi, sau khi đã cài xong ấy thì các bạn hãy mở cái VPN Clean Software lên nhá. Chúng ta sẽ phải open nó, đúng không? Đây, nó hiện ra cái đây là cái giao diện của cái VPN Clean Manager nhá. Thì ở đây để có thể fake IP của các bạn thì các bạn hãy click vào cái phần VPN Gay Public VPN Replay Server, được chưa nào? Các bạn chuột phải click đập chuột vào nó được nhá. À, có một lưu ý nhỏ ở đây, đó là với những ai mà cài cái này lần đầu tiên ấy thì không vấn đề gì cả, các bạn không cần quan tâm gì hết. Các bạn cứ mở lên thôi. Còn với những ai mà đã từng cài nó rồi ấy, trước đây các bạn đã từng cài rồi ấy, mà các bạn tắt cái VPN đi rồi ấy, thì các bạn phải nhớ bật nó lại nhá, bằng cách đó là vào Control Pane. Đó, rồi các bạn vào cái phần Network and Sharing Center ở phần Control Pane đi nhá, click vào nó. Đó, rồi các bạn ấn vào phần trên Adapter Setting. Thì cái VPN này các bạn bắt buộc phải bật lên nhá, bởi vì trước đây nếu các bạn có tắt đi rồi các bạn phải bật lên thì các bạn có thể kết nối được nhá. Các bạn để tắt thế này không kết nối được, thế nào các bạn phải bật nó lên, enable lên. Cái tên nó là VPN luôn, rất là dễ nhận ra thôi, cũng chỉ có nó với cả cái Ethernet hoặc là bạn nào có thêm cái wifi ở đây thôi, chỉ có khoảng tầm 3 cái là tối đa rồi, đúng không? Thì các bạn nhớ enable lên nhá, nó xanh xanh như thế này được rồi. Đó, sau đó chúng ta sẽ quay lại cái phần mềm VPN. Thì ở đây click nút chuột vào nó nhá, nó sẽ mở ra cái bảng lựa chọn cho chúng ta. Thì ở đây mình sẽ nói với các bạn, đó là một ưu tiên, đó là các bạn nên chọn cái server của Hàn Quốc nhá. Trước đây mình từng giới thiệu các bạn cái server của Japan và của Thái Lan, nhưng mà bây giờ thì mình khuyên các bạn nên chọn server Hàn Quốc. Thì ở đây các bạn ấn vào chữ Region, các bạn nhìn theo chuột của mình nhá, click vào chữ Region này, nó sắp xếp mọi thứ theo chữ cái luôn. Các bạn tìm đến cái Korea nhá, Korea, đây Korea Republic đây, đúng không? Thì các bạn chọn được một cái nhá. Và ở đây thì các bạn cần quan tâm đến hai chỉ số, thứ nhất đó là line speed và ping. Thì các bạn có thể hiểu đơn giản, đó là ping thì càng thấp càng tốt, còn line speed thì càng cao càng tốt, chứ nào. Ở đây mình sẽ chọn cái này, thì có lẽ là ping tối đa chỉ được 30 là ngon nhất, đúng rồi. Thì kiếm cái nào là 30 và cái line speed là cao một tí. Đây cái này ping 34 mà line speed là 107, đúng rồi. Mình sẽ lấy cái này nhá, click vào nó và ấn vào phần connect to VPN server. Đó, nó hiện ra cái bảng này, thì các bạn tích chọn vào cái bên trên này, cái recommend này, sau đó ấn ok. Đó, nó sẽ bắt đầu hiện cái bảng đang kết nối này, đang kết nối với cả cái server này. Chúng ta chỉ cần đợi một lúc thôi, hy vọng là nó sẽ kết nối được, lúc đó có thể tải được game, đúng không nào? Đang tiến hành connecting nhưng các bạn, ta phải đợi một tí. Rồi, bị lỗi rồi, nó hiện ra cái bảng này, nghĩa bị lỗi để error này, đúng không nào? Thì chúng ta kệ nó, một là các bạn ấn retry, nhưng mà mình tin là ấn retry không kết nối lại được không? Thì chúng ta tắt nó đi, kiếm cái khác, đúng không nào? Thiếu gì? Đây mình sẽ sang cái khác nhé, đó là cái VPN với line speed là 80 và ping 40, hơi cùi hơn tí nhưng mà cũng cứ connect đã thử, đúng rồi. Sau đó ok tiếp. Đấy, cho nó kết nối. Đây, nó hiện ra cái bảng này kết nối được rồi này. Được nào? Đó, tự động tắt đi luôn. Và các bạn để ý chữ phần status nó có chữ connect ý, có nghĩa là các bạn đang kết nối vào cái server đấy rồi đấy. Được nào? Bây giờ thì bật tắt cái này xuống. Rồi các bạn quay lại cái trang web nhá.
Đây trang web này, Pro Evolution Soccer. Thì lúc đầu nó sẽ như thế này này. Thì trước đó khi mà các bạn vào cái trang web này mà các bạn chưa phê IP sang Korea server ấy, thì nó sẽ có một cái dòng chữ màu đỏ kiểu như là Horizon Steam. Ấn hình ảnh đâu nhỉ, cái phần đây nó sẽ các bạn, khi các bạn vào cái trang nó sẽ như thế này này. An error with encoded while processing your request, this item is currently unavailable in your region, nghĩa là nó không hỗ trợ cái khu vực của chúng ta, đúng không? Khi các bạn vào cái trang là như thế này nhá, vào cái trang Pro Evolution Soccer này, nhưng mà sau khi các bạn đã phê IP rồi, các bạn kết nối với cả cái server của Hàn Quốc rồi ấy, thì các bạn có thể vào cái trang này hoàn toàn bình thường luôn, F5 thoải mái luôn, và nó vẫn là trang chính này, đúng không? Còn nếu các bạn chưa ấy thì nó sẽ như thế này, đó. Được rồi, bây giờ sau khi các bạn đã phê IP rồi thì các bạn phải có một cái tài khoản Steam để có thể download được cái bản phiên bản PES 2019 Lite, đúng không? Thì ở đây mình cũng có một cái video hướng dẫn các bạn bên phía channel Game Control rồi. Channel này sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từ A đến Z cách tạo tài khoản Steam trong năm 2018 này, bật tiếng Việt các thứ luôn. Ok, ngon lành luôn, đúng không? Các bạn nếu cần thì các bạn có thể chưa có tài khoản Steam thì các bạn hãy xem qua để đăng ký nhá. Nhớ like nhá. Kênh này mới lập cho nên là gần như là rất là ít người biết đến. Kênh này có khá là nhiều cái hay ho nha các bạn rảnh thì có thể vào đây subscribe để cập nhật những cái sửa lỗi linh tinh các thứ, thì mình sẽ quăng hết cho bên này sửa lỗi rồi hướng dẫn linh tinh này. Đây, bắt dog bắt điếc rồi, hướng dẫn chơi online Battlefield các thứ rồi, đúng rồi đó, rất là nhiều. Các bạn có thể sang đây subscribe để cập nhật nhá. Thì đó là một chút về Game Control. Như mình đã nói, ở đây có video hướng dẫn cài đặt và đăng ký Steam rất là đơn giản dễ dàng trong năm 2018 này. Thì sau khi đã có Steam rồi, đúng không nào, thì ở đây mình sẽ chưa đăng nhập Steam vội nhá. Ở đây thì ở cái bảng này, đúng không nào, chúng ta sẽ ấn vào chữ Play Game để có thể download Steam này nhá. Download cái game PES 2019 Lite nhá. Mình sẽ click vào Play này. Rồi ở đây ấn Yes, Steam Installed. Rồi mở client bootstrap. Nó sẽ hiện cái bảng đăng nhập Steam ra, đúng không nào. Và kết nối với tài khoản Steam các bạn. Đây, nó sẽ hiện thẳng ra cái bảng download thôi. Bởi vì đây là Steam mình đăng nhập rồi nhá. Các bạn đăng nhập sẵn là Steam cũng được, không vấn đề gì cả. Thì các bạn thấy cái này nó yêu cầu chúng ta khoảng tầm 25GB. Các bạn có thể chọn vị trí các bạn muốn lưu cái Pro Evolution Soccer lại nhá. Ở đây thì mình sẽ để mặc định ở ổ D của game luôn, trong ổ cài của Steam luôn. Thế nào, ta đã ấn next thôi. Rồi cho nó tiến hành bắt đầu phân định cài đặt. Nó bắt đầu phân vùng cái ổ cứng của bạn để có thể cài game vào. Thì nó cũng nhanh thôi, không lâu lắm đâu. Và có một thủ thuật nhỏ trước đây mình từng phát hiện ra khi mà mình tải cái gì nhỉ, cái Ring of Elysium ấy. Đó là khi các bạn mà đang download ấy, bây giờ thì chưa đâu nhá, nó cũng chưa download đâu. Bây giờ thì thời điểm hiện tại nó vẫn đang xác nhận cái phân vùng ổ cứng các bạn, cho nên chưa download đâu. Mà khi download rồi các bạn phải tắt cái VPN đi, thì các bạn lúc đó tốc độ download của bạn sẽ rất là nhanh như là bình thường luôn. Bởi vì như các bạn đã biết, như mình đã phân tích trước đây rồi ấy, thì cái VPN này nó giúp các bạn phê IP, nhưng mà một số trường hợp ấy thì nó giúp cho ping của bạn ổn định hơn. Nhưng mà các bạn có làm thế nào đi chăng nữa thì tốc độ đó cũng không thể nào nhanh bằng cái tốc độ thực của các bạn được. Cho nên là nếu mà các bạn được giữ nguyên cái IP Hàn Quốc ấy thì download thì tốc độ sẽ khá là chậm. Nó chắc mình nghĩ chắc chỉ bằng một nửa hay gì đó thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta tắt nó đi thì chúng ta sẽ được cái tốc độ đó là tuyệt đối luôn mà chúng ta sở hữu, đúng không? Cái này nói nó hơi lòng vòng, lát nữa mình sẽ thực hành cho các bạn coi luôn. Thì cái này nó hơi lâu nhỉ? 25GB xác định phân vùng nó hơi chậm. Pro Evolution Soccer. Đây này. Nó vẫn đang xác định cái phân vùng ổ đĩa cho nên là nó chưa bắt đầu download. Nó phải chạy xong cái này nó mới bắt đầu download này. Còn bây giờ mà các bạn tắt cái này đi là nó sẽ ngừng download nhá. Cho nên khi nào các bạn mà cài game tải game Steam thì các bạn nó chạy cái bảng này ra, thì các bạn cứ để yên đợi một lúc và trừ xuống rồi. Và đợi nó chạy xong rồi nó tự động nó sẽ tắt nó đi. Đúng rồi. Bây giờ nó vẫn chưa bắt đầu download đâu. Nó phải hiện bay lên thì mới download này. Tốc độ này. Chúng ta chỉ có thể đợi thôi. Được rồi. Sau khi xong thì nó bắt đầu chạy này. Các bạn thấy không? Đấy các bạn, nó chạy bên này, nó hiện bắt đầu hiện cái current download lên. Lúc đó là bắt đầu download được rồi đấy. Bây giờ thì chúng ta phải đợi cho nó khi nào hoàn thành khoảng tầm đó là... Ở đây có 18, nãy nó ghi 25GB nhỉ? Yêu cầu phân vùng ổ cứng hoặc là nó... À, chắc nó yêu cầu thêm một khoảng trống nào đó để có thể chạy được cái bản game này ngon lành. Thì đây, mọi thứ là khoảng tầm 18.7GB nhá. Và chúng ta sẽ mất khoảng tầm hơn 1 tiếng à. Có tốc độ download khá là nhanh này. Cái server của Hàn Quốc này. Tốc độ download thực của cái mạng Viettel của mình là 4.7 MB/s nhá các bạn. Còn ở đây thì nó nhảy khoảng tầm 3 chấm. Được rồi, mình sẽ đợi khoảng tầm đó là 30 giây nữa xem tốc độ tối đa của cái server Hàn Quốc này là được bao nhiêu. Nãy lên cao nhất là 3.9 này, đúng không? Đây này.
rồi, tốc độ trung bình là khoảng tầm trên 3 chấm, coi như là vậy đi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đó là quay lại cái VPN nhá. Khi đang download rồi nhá, đang bắt đầu download rồi này. Thì chúng ta sẽ quay lại cái VPN nhá. Mình sẽ disconnect qua. Mình sẽ disconnect cái server của Hàn Quốc đi. Thế nào, chuột phải vào cái VPN Hàn Quốc rồi. Disconnect rồi. Tốc độ nó sẽ lên được 4.7 không nhá. Có vẻ là lên được các bạn ạ. Rồi, vậy đây là cái thủ thuật download nhanh bằng cái Face server, sau đó tắt cái VPN đi chứ nào. Nó sẽ lên được 4.7 của mình như là tối đa vậy, không phải 4.7, 4.9 nhá. Thì không nhớ lắm nữa. Nói chung là nó lên nhanh hơn lúc nãy đúng không? Lúc nãy chỉ được có 3 chấm thôi, trung bình chỉ là 3 chấm thôi. Bây giờ lên 4 chấm rồi. Thì đó là một cái thủ thuật nhỏ nhỏ ấy. Các bạn có thể áp dụng. Đó là khi mà đã download rồi thì các bạn hãy tắt VPN đi, chứ nào? Tắt nó đi. Đó, bây giờ có thể tắt đi được rồi. Đó, exit đi được. Đó, đúng rồi. Đây lên 4.7 này. Thì sau khi các bạn download xong ấy thì chúng ta sẽ và để cho nó download nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ tôi qua đi tí đúng không nào? Đợi nó hơi lâu. Đợi một tiếng cơ mà. Được rồi. Sau khi đã download xong thì các bạn hãy tắt cái VPN đi nhá. Ở đây mình đã tắt VPN đi rồi này. Chứ nào? Các bạn chỉ cần chuột phải vào nó chọn exit được. Đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta có thể vào và chiến cái tựa game đó là Pro Evolution Soccer 2019 Live được rồi. Mình sẽ mở game lên nhá. Đó, đâu rồi? À đây rồi. Game chạy này các bạn. Chúng ta sẽ có một cái phần setting tương tự giống cả phần PES 2019 Crack nhé các bạn. Để mình xem nó ở đâu nhỉ. Game Steam đâu ra. Ờ, vào thẳng lên đi. PES Brawl Local File. Đây các bạn có thể đây là cái file game nhé các bạn. File game trong Steam của mình. Thì các bạn mở Steam lên. Các bạn chuột phải vào cái game PES. Rồi các bạn chọn Property đến local file, thì các bạn ở phần Brawl local file nó sẽ tự động mở cái file game ra. Các bạn có thể mở cái setting ở đây nhá. Này cái setting này nó cũng tương tự với cả những cái phần kia thôi. Đúng rồi. Đây là cái bảng setting này. Các bạn có thể chọn chế độ full màn hình các thứ ở đây được nhá. Mình sẽ để mặc định nhá. Keyboard control các thứ này. Đúng rồi. Nó hoàn toàn tương tự với cả bản crack kia thôi, không khác gì cả đúng rồi. Các bạn setting thế nào thì tùy nhá. Sau khi setting xong thì các bạn nhớ ok là được. Mình không setting gì cả nên mình sẽ tắt cái này luôn. Mình vào game luôn đúng không nào. Ở đây thì đây các bạn thấy. Chúng ta chỉ cần Face IP để download game thôi. Còn trong quá trình chơi thì mình tắt cái VPN đi, mình vẫn vào được game này. Vẫn không chặn nữa đúng không nào. Ngôn ngữ thì mình sẽ chọn cái bên dưới nhá. Cái gì đấy. Standard. Sao toàn control của cái ấy nhỉ? Của cái điện tử cầm tay ấy nhỉ? Ok. Chúng ta thử vào xem có vào được game không? Nếu mà không vào được game thì chúng ta sẽ phải ra và chọn server Hàn Quốc và chơi. Có Việt Nam không nhỉ? À chắc chắn là không rồi, cái game này nó khóa gì nhỉ? Khóa khu vực Việt Nam à. Mình chọn Mỹ nhá. United Kingdom. Thử order đi nhỉ? Yes. Cái gì đây? You must agree both them and post TV. Phải đọc điều khoản á. Lắm chuyện vậy. Tiếp điều khoản dài vãi trưởng luôn. Đọc từng cái một à. Như nhỉ? Đi á. Rồi, I agree được rồi. Ok. Đọc cả 3 cái nhá các bạn. Enter vào đó, mở cả 3 cái xong tắt nó đi rồi lần lượt. Create a new username. Username mình sẽ đặt đó là Griffith. Enter. Ok. Hả? À ok. Xong chưa nhở? Được 120 điểm gì cơ? Hả? Leap update data. Ơ còn đau cái gì nữa đấy? Ui, nhìn có vẻ lâu vậy. Thôi rồi, đoạn này mình sẽ tua qua đi nhá. Đau có vẻ rất là lâu. Chạy được có 1%, 2% kìa. Được rồi. Cứ tưởng là rất lâu, thực ra lại không lâu như mình tưởng. Thì đây là cái giao diện của Pro Evolution Soccer 2019 Live.
và bài nào á? Đây là bài bảo mua bản quyền này. Thế thì chơi cái phần mình có thể chơi ở đâu nhỉ? What new introduct feature player from K feature. Enter vào nhá. 2 hours later. The car parks are full. There is a torrent of humankind making its way from the nearby station, and we expect every seat to be filled. An atmosphere of great excitement. Ôi, bóng. Ôi kìa. Galatasaray has the early advantage. Làm lại nào. Mày rồi. Mày rồi. Mày rồi. Vẫn bay lúa như ngày nào đúng rồi. Rồi. Quỵ. Mày. Quỵ. Ấn nào để xoáng nhỉ? Đạp gãy chân nó luôn. Rồi. Ôi. Chuyện. Đánh đầu. Được rồi. Như vậy coi như là chơi được nhá. Thế chúc các bạn đã thành công và chơi vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Cảm ơn mọi người.